chào các bác. Thì hôm nay em lại về được tiếp một cái dòng DVD The Nong gấu cao cấp. Đó có model là DVD The Nong 5000. Đợt này máy về cũng rất là đẹp, hàng đấu mạng nên đẹp long lanh. Đây là thuộc dòng cao cấp của hãng âm thanh The Nong nổi tiếng, hình thức rất đẹp. Thì dòng này được sản xuất rất kỹ lưỡng với toàn bộ là linh kiện cao cấp của hãng. Chất lượng âm thanh CD nghe ngang bằng CD cao cấp The Nong S10. Đây là đánh giá của các anh em trên cộng đồng audio. Đặc biệt đối với dòng DVD The Nong 5000 này lại có thêm chức năng là làm DAC trực tiếp. Đây, khi ta xoay cái phím nút chỉnh này thì nó sẽ chuyển là trực tiếp là DVD hoặc là Optical hoặc Console với độ giải mã lên đến 24 bit. Thì theo thông tin của hãng thì chất lượng giải mã DAC rất tốt, được giải mã trực tiếp bằng 4 con DAC riêng biệt cao cấp, chứ không phải như một số dòng dùng cái giải mã tích hợp. Đây là 4 con giải mã riêng biệt. Thì cấu tạo là gồm đầy đủ các cổng quang input và output. Thì em xin giới thiệu sơ lược về một số tính năng cơ bản của nó. Tức là dòng âm đi này được trang bị là hệ thống xử lý là AL24. Đây là công nghệ độc quyền của The Nong. Bằng cách triệt tiêu nhiễu, bằng cách chuyển đổi tín hiệu DAC để mang đến tín hiệu sạch sẽ nhất và tinh tế nhất. Ngoài ra nó cũng được đạt chứng nhận là THX. Và đặc biệt của cái dòng DVD này, tức là nó là dạng như là con nhà giàu, chỉ đọc được những cái đĩa chép, chỉ đọc được những đĩa xịn thôi. Những đĩa chép bán ngoài chợ thì sẽ không đọc được, như những cái đĩa lồng xanh, nó chỉ đọc được đĩa lồng trắng CD nguyên gốc. Những cái đĩa lồng xanh thì không thể đọc được. Nó có tích hợp cái bộ giải mã là HDCD. Ngoài ra cũng sẽ hỗ trợ là chuẩn âm thanh Dolby Digital và DTS. Toàn bộ máy, mặt máy phía trước được thiết kế bằng phay nhôm rất là sang trọng, máy đẹp long lanh không một vết chày. Hiện tại em đang sử dụng là làm giải mã lấy tín hiệu từ cổng quang. Mắt đọc CD cực tốt nha các bác. Bấm là nhảy rất là tốt. Về cái cấu tạo phần trong, nội thất rất là gấu, toàn bộ khung được mạ vàng. Toàn bộ khung xung quanh đều được mạ vàng, khung bao xung quanh. Chỉ có những dòng cao cấp mới được thiết kế như vậy. Hai biến thế rời, và đặc biệt là bộ nguồn sẽ có một cái bộ tản nhiệt rất là to phía sau đít. Tất cả đều sử dụng là tụ cao cấp. Đây tuy rằng là đầu DVD nhưng bộ nguồn rất là khủng, hai tụ to tướng. Hệ thống giải mã rất là chằng chịt. Đây toàn bộ là sử dụng linh kiện cao cấp. Đây là đầu DVD nhưng trọng lượng của nó rất là đáng nể, nó nặng ngang tầm với những cái receiver chính hiệu. Đầu DVD không nặng đến là 16,5 kg, rất là to. Đây em chuyển qua là CD để các bác có thể thấy khả năng đọc đĩa của nó. Rất là hiếm nha các bác, trên thị trường đầu DVD The Nong này cũng thỉnh thoảng vẫn có, nhưng mà khả năng để đọc được mắt tốt rất là hiếm.
vung tay là mắt đọc rất là nhạy. Tiếp theo em sẽ quay cái phần phía sau đít cho các bác xem. Phía sau thì được thiết kế là các giắt cắm đều mạ vàng, chỉ những dòng cao cấp nó mới có. Thì đối với dòng này nó hơn những cái dòng X10 khác, nó có 2 đến 2 cái ngõ ra, ngõ Fisher và Variable. Đây, các bác này thấy ngõ Digital In là có cộng quang hoặc là có thể là có xô, có cả Digital Out. Đây, trọng lượng là 16,5 kg, công suất tiêu thụ điện đến 37W, rất là to so với những cái đầu DVD thông thường. Nội thất rất là khủng nha các bác. Thì trong cái tầm giá thì so với những cái đầu giải mã DAC trong tầm 10 triệu thì không có thể địch nổi so với dòng DVD đời nông 5000 này, có thể làm giải mã DAC rất là tiện dụng và rất là đẹp. Những cái dòng giải mã đời mới như bây giờ thì các bác mua sẽ tầm là trên 10 triệu, nhưng mà trong cái ngoại hình trông rất là ọp ẹp, không có thể đẳng cấp hay là chất như những cái đầu DVD có kết hợp giải mã DAC như thế này. Thì cái kích thước tiêu chuẩn là chiều ngang là 434mm, chiều cao là 135mm và chiều sâu là 374mm. Kích thước này là kích thước chiều ngang tiêu chuẩn. Thì đi kèm máy thì sẽ có một cái remote zin còn rất là mới. Rất là nhạy nha các bác. Rất là nhạy. Cơ chạy ra chạy vào rất là êm ái. Đọc cực nhạy nha các bác. Tiếp theo em sẽ test lại cái chức năng là giải mã DAC. Đây ta chuyển cái nấm xoay sang Optical. Tiếng rất là sáng, rất là khỏe, trong trẻo, chi tiết. Đầu DVD này về sẽ có giá rất là tốt. Bác nào muốn sở hữu thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác.